Thưa quý vị, dù sống sát trung tâm thành phố Vinh nhưng nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân ở xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Nghệ An không có nước sạch để sinh hoạt vì vướng quy hoạch dự án mở rộng sân bay Vinh. Người dân phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo từ các giếng khoan. Suốt 12 năm nay, tuần nào ông Sáu cũng phải di chuyển gần 3 km đến xã Nghi Phú để mua nước sạch về sinh hoạt. Nguồn nước từ giếng khoan không đảm bảo bởi vì nồng độ sắt quá nặng nên chỉ dùng vào việc tưới tiêu và sử dụng ở các công trình phụ. Mỗi lần là 5-6 can là ô tô chở lại đó lấy nước cái về và sử dụng, chủ yếu là dùng cho ăn uống, vật rửa các cái loại rau cỏ và thực phẩm. Chứ còn tắm rửa giặt thì vẫn phải sử dụng nước ngầm ở đây. Thì 28 dự án về đây và từ 28 giờ thi công rồi cứ dừng lại rồi thi công đến bây giờ là mấy đường ống cấp 2 chạy bên ngoài cổng nhà dân chứ chưa vào được trong nhà dân. Còn với gia đình anh Quân, để có được nước sinh hoạt, gia đình phải bơm nước từ giếng khoan qua hệ thống lọc, sau đó để lắng 2 đến 3 ngày sau mới dám sử dụng vì nguồn nước rất đục vàng. Thế nhưng với nước uống và nấu ăn thì phải mua nước bình. Dùng nước sạch để ăn uống và nấu nướng thì chúng tôi phải mua nước sạch từ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thì một lần chúng tôi mua là khoảng 1.000 lít để dùng được khoảng tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Thì giá trị của 1.000 lít nước sạch họ bán cho chúng tôi là 500.000 đồng. Thì ngoài ra thì nước dùng để tắm rửa, giặt giũ thì chúng tôi đang còn phải dùng nước máy ở đây, nước khoan từ đất lên. Sau nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương, vào năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã Nghi Ân đã thi công dự án cấp nước sạch cho toàn bộ hộ dân ở trong xã. Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 3 năm 2023 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh có văn bản chỉ đạo dừng dự án này, đồng nghĩa với 600 hộ dân thuộc 3 xóm Kim Phúc, Kim Liên và Kim Chi phải tiếp tục sống trong cảnh khát nguồn nước sạch. Ủy ban Nhân dân xã cũng phải chờ đợi cái sự quyết định của cấp trên. Tuy nhiên thì dân vẫn tiếp tục hỏi và rất là lo lắng rằng là chưa biết khi nào dự án cảng hàng không Vinh triển khai thực hiện, mà người dân thì nằm trong vùng quy hoạch thì đã thiệt thòi rất nhiều. Do vậy cho nên dân cũng đang mong chờ cái sự quyết định và có những cái giải pháp phù hợp để giúp dân. Đối với dự án sân bay mà chúng tôi có thể làm hợp tác tiến độ dự án sân bay và cũng đôn đốc nhau tư nếu có thể khẩn trương để làm sớm và tổ chức là di dân đối với khu vực ngay trước. Vì trong một cái dự án máy có thể nó kéo dài nhiều năm, nhưng mà đối với cái vùng mà cần thiết mà người ta cần để cho đảm bảo cái nước sạch cấp cho sống nhân dân thì những cái dự án hiện nay chúng tôi là cũng đã có những cái khu tái định cư có thể đảm bảo điều kiện là để cho cái việc cái dân vang mà có đủ điện đủ nước. Quy hoạch chưa được triển khai thì đồng nghĩa với nhu cầu nước sạch của người dân cũng bị treo theo dự án. Nước sạch đạt tiêu chuẩn để sinh hoạt và đảm bảo sức khỏe cho người dân là nhu cầu cấp thiết. Hàng trăm hộ dân ở xã Nghi Ân đang mong mỏi các cấp các ngành sớm quan tâm giải quyết.